Xin kính chào các bác, ở video clip này em sẽ giới thiệu các bác hai mẫu loa bánh bò. Một trong những cái thuật ngữ mà rất nhiều bác nghe thôi là đã thấy sướng rồi bác ạ. Bát bánh bò các bác nhé. Và đây là một trong những cái video em sẽ để các bác giá rất là tốt. Hai dòng loa bánh bò, một là đến từ Nhật Bản, hai đến từ Mỹ. Đó, nếu một loa AR bát bánh bò thì quá gặp nhiều rồi các bác ơi. Đó, nó đi vào huyền thoại rồi. Nhưng mà để mà một trong những dòng loa mà cũng không kém cạnh gì AR các bác nhé, mà giá lại tốt thì đây các bác, Pioneer CS3000 siêu đẹp. Đấy các bác lưu ý giúp em là thùng vách siêu đẹp các bác nhé, không có lau dầu bóng gì hết các bác, nó rất là đẹp luôn. CS3000, cặp loa này thì bình thường giá nó có, thậm chí có những nơi bán lên đến 19 triệu 18 triệu các bác. Nhưng mà các bác mua cặp CS3000 siêu đẹp ở nhà em giá chỉ có 15 triệu 800 các bác nhá, với cái cặp loa này nó đẹp như vậy các bác nhá. Có thể xấu hơn một chút, có những cặp em về thì nó có thể thùng vách nó để xấu hơn một chút, nhưng mà để mà đúng cặp loa zin mà thùng đẹp như này thì cặp này là về rất là đẹp các bác nhá, không có đánh bóng lau chùi gì cả các bác, rất là đẹp các bác nhá. Đó, thùng nó nguyên mộc của nó, các bác nhìn đẹp không các bác, rất là đẹp luôn. Và cái dòng này thì nó có hai đời, một đời là màng trơn, một đời là màng FB bánh bò các bác. Thì dòng CS3000 này, màng FB này không bao giờ người ta bán dưới 17 triệu các bác nhá. Không bao giờ dưới 17 triệu các bác lưu giúp em. Thậm chí kể cả 19 triệu luôn đó các bác. Nói chung là tùy thời điểm cũng như tùy người nhập được rẻ đắt thôi các bác. Không nói đắt rẻ ở đây các bác nhá. Nhưng mà với một cặp loa zin đẹp như vậy, em để các bác giá 15 triệu 8 các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Ê căng này các bác, cũng chưa vệ sinh luôn. Ê căng zin không bọc lại các bác nhá. Ê căng nó rất là nặng, nó có khung xương bằng sắt các bác. Đó, Pioneer rất là đẹp luôn. Thì các bác có nhu cầu sở hữu cái cặp loa CS3000 này để các bác giá chỉ 15 triệu 800 nghìn đồng. Các bác siêu đẹp luôn các bác nhé. Góc cạnh này siêu đẹp luôn. Đây là cái, đây đó, em sẽ kéo phía trên này, xong rồi trở lại kéo phía dưới đây, khỏi nó mất cái ly lông các bác. Rất là đẹp các bác nhé. Những cái dòng này thì thật sự các bác là thi thoảng em mới về được cặp đẹp như vậy thôi. Bình thường là về toàn nó hơi xước thùng các bác. Đây này, góc cạnh luôn. Thì thoảng về thì nó sẽ hay bị xước thùng, nhưng mà cặp này thì rất là đẹp các bác nhá. Nặng trịch, dòng này mỗi một thùng nó rất là nặng các bác. Đây là phía sau đây các bác. Phía sau nó cũng bằng cái gỗ đó các bác, gỗ lạng, rất là đẹp các bác nhá. Này không lau chùi gì nguyên bản các bác nhá. Đó. CS3100W. Riêng cái cấu trúc của cái loa này thì nó sở hữu cái cấu trúc bát bánh bò và cũng lắp ráp thủ công bằng tay, và cũng cái quy trình sản xuất nó giống như AR các bác ạ, rất là cao cấp luôn. Và cũng có cái gọi là cái gốm các bác, cái gốm này, cái gốm để bện vào những cái bát này các bác. Bên đấy có cái gốm này các bác nhìn này, AR cái gốm này. Đấy, cái đất gốm các bác nhá. Cái đất này gọi là đất sét đi các bác. Đó. Đất sét để nặn gốm các kiểu như vậy đấy. Thì cái đất này nó có cái tác dụng là làm kín cái thùng kín này của nó. Đây bộ đến dòng loa thùng kín ở dạng nén các bác. Thì nó sẽ có cái tính có cái gọi là làm giữ cái hơi, nó giữ ém cái hơi gọi là kín nhất có thể để cái chất âm của nó tròn trịa các bác. Những dòng loa cổ sản xuất thủ công bằng tay thì rất là hay các bác nhá. AR này các bác siêu đẹp luôn. AR cặp này thì bình thường các bác hay gặp nó khoảng 27, 26, 28 triệu các bác nhá. Em sẽ bóc cái căng cho các bác xem. Cặp loa này bọn em mới giật căng rồi các bác. Những cặp AR này thì đợt này em sẽ để các bác giá rất tốt để các bác nhìn. Cặp loa này còn chưa tháo bát các bác nhá. Các bác chưa tháo bát ra luôn. Gần zin nguyên bản các bác, gần của nó gần đúng màu như vậy các bác, mềm nhũn luôn. Gần mềm nhũn các bác nhá. Sau bao nhiêu năm thì những cặp loa mà nó được đẹp như vậy thì thật sự các bác rất là hiếm luôn. Chép phíp của nó các bác. Các bác nhìn này. Nó vân vân bụi như vậy nó mới là đẹp các bác nhá. Tất nhiên khi lau phát là rất là bóng luôn. Đây các bác, rất là đẹp luôn. Đây là cái chữ ký dấu tích, kiểu khi mỗi khi họ lắp gọi là lắp xong các bác, nó sẽ tích vào đây. Đó các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Kể cả từ những cái loa chung này, loa chung bằng giấy này. Đó, dòng này thì thường anh em bán AR thì rất hay vệ sinh cũng như là tỉa lại cái màng này cho nó đẹp. Đó, nhưng mà nhà em các bác nhìn này, từ những cái đây này, cái keo cánh dán này các bác, cho đến cái dưỡng, đó, cái dưỡng keo ở cái phần viền của nó các bác nhìn này. Bọn em để nguyên luôn, nguyên bụi các bác nhé. Nó siêu đẹp luôn. Như vậy bắt đầu nhìn AR thì các bác sẽ biết là nó siêu đẹp rồi. Thì cặp này là cặp thùng thông các bác nhé. Cặp thùng thông rất là đẹp luôn. Vàng ọc các bác nhé. Em sẽ để các bác cặp này rất là rẻ luôn. 24 triệu 500 nghìn đồng. Rẻ bình thường 3-4 triệu các bác nhé.
Đó, 24.500.000 đồng. Rất là đẹp luôn, siêu đẹp các bác nhá. Mà cặp này thì nó lại là một trong những cái dòng gọi là đây này, mặt cây đít cây này, rất là đẹp các bác. AR. Đó, AR2A. Siêu đẹp luôn các bác nhá, AR2A. Ấy càng cũng rất đẹp luôn các bác nhá, ấy càng siêu đẹp luôn, mới giật ra. Đó, các bác, hai cặp này đều là giá rất tốt. CS3000 màng FB các bác lưu ý cho em. Trên thị trường người ta có thể lên màng FB các bác nhá. Rất nhiều cơ sở người ta xịt, nghĩa là người ta lấy một cái khuôn có chữ FB này, xong người ta xịt sơn nhũ vàng vào đây. Nó không phải dòng dập xuống dưới màng các bác nhỉ. Nếu mà màng FB xịt của nó nó sẽ có một cái lết dập 3D các bác nhìn đấy ạ. Nó sẽ có dập 3D. Đó. Các bác nhìn đấy ạ, nó sẽ dập sâu, hằn sâu xuống một chút và nó rất là khôn, cái chữ nó rất là khôn. Thứ hai là các bác nhìn màng không bị sơn các bác ạ, nó vẫn còn nguyên cái những cái đường gọi là đường kẻ chỉ nhỏ của cái giấy các bác. Đó, các bác nhìn kỹ đi ạ. Đó, màng giấy phải có đường kẻ chỉ nhỏ như vậy và cái bánh bò nó rất là đẹp các bác ạ. Nhìn đi ạ. Đó, siêu đẹp các bác nhá. Đó, màng FB bát bánh bò của Pioneer CS3000, giá 15.800, siêu đẹp luôn, thùng vách là góc cạnh luôn. Còn đây là 24.500, giá rẻ hơn bình thường khoảng 3 triệu các bác nhá. Những cặp AR siêu đẹp luôn. Đó các bác, rất là đẹp các bác ạ. Đó, căng này mới giật thì các bác nhá, căng mới giật thì các bác, còn nguyên cái vết giật các bác, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, thì các bác có nhu cầu sở hữu những cái cặp loa siêu đẹp như vậy thì các bác nhắn tin cho em. Đây là một trong những cái video toàn là những sản phẩm bát bánh bò rất chất lượng. CS3000 này thì chất tiếng của nó thật sự các bác là nó là 10 phân khúc chưa đến 20 triệu. Đó, nhưng mà để mà nghe thì cũng không biết thằng nào ăn thằng nào các bác nhá. Nó nghe với AR kìa, những cặp AR thùng thông này cũng chưa biết cặp nào ăn cặp nào các bác. Tiếng cặp này rất là đáng nể các bác ạ, CS3000. Đó, thùng của con này thì mỗi một thùng loa nó nặng gần gấp đôi, có khi gấp đôi cặp AR các bác, rất là nặng luôn. CS3000 thùng nó rất nặng các bác nhá. Đó, em xin kết thúc video ở đây. Bắt đầu nhu cầu sở hữu những dòng loa màng bắt bánh bò chất lượng siêu đẹp mà giá tốt thì nhắn tin cho em. Xin kính chào các bác.